Xin chào các bạn, thì hôm nay thì trời cũng mới mưa xong thì cũng đang mát mẻ. Thì anh có một cái dòng xe đó là Honda Boxster H150 mui bạc mà có gắn bửng nâng. Thì hôm nay anh sẽ giới thiệu về cái dòng mẫu xe này để các bạn và quý khách đang nhu cầu về dòng xe này sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Đó là ở trước mặt chúng ta thì chúng ta có chiếc Boxster H150 với nổi bật vẫn là cái logo ở giữa của Hyundai mạ rôm, và chúng ta vẫn có là đèn xi nhan và bóng halogen pha cốt rồi bóng sương mù. Ở đây là đèn chiếu gầm. Thì dòng Boxster này vẫn là ba chỗ ngồi, là một ghế tài và hai ghế phụ, thì chúng ta đi được ba người. Đó là cái điều cũng gần như là khác biệt trong các dòng xe hiện tại là dưới 1,5 tấn bây giờ, đó là được ba người. Và chúng ta ở đây chúng ta có cái lốp phía trước, đó là lốp 15 inch này, và thắng đĩa. À, một đó là cái phần đó chúng ta sơ qua, thì giờ các bạn hãy cùng với mình tìm hiểu xung quanh cái thùng xe bửng nâng này có những gì khác biệt ha. Đó. Ví dụ như ở đây thì anh thấy cái điều khác, điểm khác biệt đó là chúng ta có được hai cái bửng hông, thì coi như là tính ra là được bốn cái bửng, mỗi bên là hai bửng hông. Đó. Và ở đây thì vẫn là cặp lốp, đó là R13 145 R13 bánh đôi, và Boxster mình xài bánh đôi. Và cái điểm khác biệt ở đây so với lại cái Boxster mui bạc đó là ở đây chúng ta có được trang bị một cái bẩn nâng, sức nâng hàng khoảng tầm 500 kg, rất là thuận lợi cho việc mà chúng ta đóng những cái kiện hàng hoặc là những cái phi chúng ta lên xuống nó sẽ dễ dàng hơn. Thì về kích thước của cái Boxster H150 mui bạc bẩn nâng này á, là kích thước lòng thùng của xe á, là bề dài là 3m và bề ngang là khoảng 1m7 và chiều cao là 1m720, cũng là khá lý tưởng cho vóc dáng người Việt Nam mình. Thì người Việt Nam mình khoảng tầm 1m720 cũng là vừa tương đối. Và ở dưới cái bẩn này thì chúng ta có cái vẫn là cụm đèn hậu của Boxster. Và ở dưới đây thì chúng ta có cặp bánh sơ cua, đó là bánh phía trước và bánh phía sau luôn. Và ở đây là đèn bắt biển số. Giờ thì anh sẽ bắt đầu nâng hạ cái bẩn này để các bạn cùng xem cái bẩn này sẽ hoạt động như thế nào. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn các bạn và quý khách sử dụng cái bẩn nâng của Boxster này như thế nào. Thì hiện tại trên tay anh đó là cái này là công tắc lên xuống của bẩn nâng. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu dắt, và ở dưới cạnh bên hông thùng xe phía dưới là thì chúng ta có một cái nguồn điện. Đây là nguồn điện này á, thì là nguồn điện lúc nào cũng có, không cần phải xe nổ máy rồi mình vẫn có nguồn điện. Đây chúng ta ở đây có cái khớp, ta để vô đó. Thì ở đây thì công tắc này nó cũng khá đơn giản, nó chỉ có hai nút, đó là lên hoặc xuống. Thì ở đây nó có một cái chốt an toàn, thì em mới vừa mở ra đây cái chốt an toàn này, khi nó đóng vô đây thì cái bẩn sẽ không lên xuống được. Mình mở cái này ra rồi bắt đầu mình sẽ cho bẩn xuống, và khi chúng ta nâng cái bẩn này lên á, chúng ta muốn cái bẩn này hạ xuống thì chúng ta nâng nhẹ lên, rồi chúng ta lấy tay chúng ta đẩy nhẹ ra đó, để bắt đầu nó rời khỏi cái chốt an toàn và bắt đầu hạ. Đó, nó rất là đơn giản. Đây. Đó. Đó. Và khi chúng ta hạ xuống này, chúng ta ở đây có một cái lẫy ngàm để cho bẩn gấp lên, thì chúng ta đẩy nó vô. Đây, đây. Đó. Đó. Rồi. Thì sau khi chúng ta đẩy lên thì đây. Hãy cùng coi là anh sẽ sử dụng này như thế nào. Từ vậy. Rồi. Thì hiện tại anh đang ở trên cái bẩn nâng này, thì sau khi mình đẩy lẫy ngàm này vô thì chúng ta bắt đầu bấm lên. Đó, rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Đó,
Thì ở đây nếu mà chúng ta sử dụng như những cái phi nhớt nó rất là nặng thì chúng ta có thể lăn vào nó rất là thuận tiện. Đó, cháu. Thì bẩn nâng này thì tải trọng hàng nó khoảng tầm 500 kg. Thì đối với chiếc bọt tơ này thì tải hàng khoảng tầm 1 tấn 2, thì bẩn này thì chắc là tương đối vừa phải, ok. Và ở đây thì bẩn chúng ta được làm bằng lá me mặt bẩn, nó rất là cứng. Đó. 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 Và bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn cho quý khách là và các bạn là đóng bẩn này lại như thế nào. Đó. Đây. Và khi chúng ta muốn đóng lại cái bẩn á thì chúng ta hãy nhớ chúng ta có một cái chốt gà ngay đây, chúng ta đẩy ra. Đây. Rồi. Và chúng ta bấm lên. Thì nó sẽ tự gài ngà vào, nó sẽ kéo bẩn lên. Đó. Rồi chúng ta giữ tay vô cái bẩn để hạ xuống vô đẩy ngàm. Rồi. Và chúng ta khóa chốt an toàn lại. Đó. Đó. Vậy là xong. Thì nói chung là nó cũng khá là đơn giản. Đó. Và chúng ta rút ngàm ra. À, xong. Rồi chúng ta đã khóa lại được. Đây. Rồi vậy thì anh đã giới thiệu sơ qua về cái thùng xe bẩn nâng này. Thì chúng ta hãy vô cabin coi coi là xe còn anh sẽ giới thiệu lại một vòng về các cabin này để cho các bạn chưa coi những cái bọc tơ trước thì chúng ta có thể đánh giá được cabin này sẽ có những cái gì tốt và những cái gì cần ý kiến thêm từ các bạn. Bây giờ thì anh đang ở trong cái cabin xe bọc tơ H150. Thì anh sẽ giới thiệu cho các bạn ở trong này thì xe nó sẽ có những tính năng gì và những cái tiện ích gì. Thì như chúng ta đã thấy, chúng ta ở đây chúng ta có một cái ngăn để những cái vật dụng nhỏ nhỏ gạt. Và chúng ta ở đây chúng ta có một cái chỗ để gạt đạn thuốc. Và ở đây chúng ta có một cái đầu mồi thuốc. Và cái tiện ích nhất đó là cái đầu radio này có luôn cả Bluetooth. Chúng ta cần kết nối điện thoại hoặc là cổng AUX hoặc là USB hoặc là radio. Và ở đây là cái dàn nút, đó là cái dàn nút chỉnh tốc độ quạt. Và đây là AC, nút bật chế độ làm lạnh. Thì ở đây là cái hướng chỉnh gió và lấy gió ở trong hoặc ngoài. Và cái điều đặc biệt ở Hyundai đó là Hyundai Motor mình á là có được hai chiều, đó là đều là nóng hoặc lạnh. Đó là máy lạnh là đi theo động cơ nhập từ nước ngoài. Đó, mình có thể bật chiều nóng hoặc chiều lạnh. Thì tại vì xứ sở bên Hàn Quốc có những cái mùa người ta lạnh thì người ta sẽ xài điều hòa nóng. Còn như bên mình thì chắc nghĩ là cái xài điều hòa nóng này chắc cũng có lẽ là rất ít xài. Về cái mặt ga lăng thì anh đang ngồi đây thì sự ra ngồi rất là thoải mái. Và ghế thì được may bằng simili. Và cái vô lăng á thì ở giữa nổi bật lên là cũng là cái logo Hyundai mạ rôm. Và sáng rồi để lột ra cho quý khách coi cái. Đó. À, thì ở đây chúng ta có cái hình cái kèn, có nghĩa là biết rồi. Ở đây là cái nút bấm kèn của xe. Đó. À, và ở đây thì ở bên phía bên tài thì chúng ta có hai cái nút điều chỉnh gương bên tài hoặc là bên phụ lên xuống tự động. Đó. Đây. Rồi. Thì về mặt ga lăng đồng hồ á thì cũng khá là đơn giản nhưng mà thể hiện tất cả những cái thông số kỹ thuật cần thiết dành cho người lái, đó là một là hiện giờ, hiện chip A hoặc chip B. À, số km đang đi được. Và điều đặc biệt ở dòng Boxster là vẫn là hộp số được trang bị 6 số tới và một số lùi, có nghĩa là mình đọc được 7 số. À, thì nó rất là chạy thì rất là mạnh. Số Boxster này là nó rơi vào khoảng tầm 130 mã lực. So với những phân khúc cùng phân khúc thì nó khá trội hơn về cái mã lực và cái gia tốc này. So với có nhiều xe cũng khoảng 2,5 tấn nhưng mà gia tốc mã lực khoảng tầm 110 mã lực thôi. Một tơ mình được tới gần 130. Ở đây thì chúng ta vẫn có một cái thắng tay. Và những cái nút điều chỉnh đèn
là bắt sinh, rồi chỉnh cần gạt mưa, nói chung là những cái nút cần thiết về cái xe tải. Thì hôm nay anh đã giới thiệu cho các bạn về cái dòng Boxster H150 mua bạc bẩn nâng này. Nếu các bạn cần thêm thông tin chi tiết gì đó, xin mời liên hệ hotline Hyundai Ngôi Sao là 0911 519 619. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.